chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa bà con, hiện nay đang có cơn bão Ramasun tương đối mạnh hoạt động ở khu vực Philippines. Nhìn từ các bức ảnh được chụp từ vệ tinh cho thấy hoàn lưu mây bão tương đối rộng. Và sáng nay ngày 15 tháng 7 thì vị trí tâm bão Ramasun đã ở cách đảo Luzon, Philippines khoảng 520 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong tối và đêm nay 15 tháng 7, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 7 thì vị trí tâm bão sẽ ở trên khu vực miền Trung của Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km. Đến 7 giờ ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão mà từ gần sáng ngày mai ngày 16 tháng 7, vùng biển phía đông của Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Trong khi đó thì trên hầu khắp các vùng biển của nước ta trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió chỉ ở mức là trung bình. Riêng các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vùng vịnh Thái Lan cũng như là tại khu vực phía nam của Biển Đông sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông còn có thể xảy ra các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, gió chủ yếu sẽ thịnh hành theo hướng Đông Nam đến Nam với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, sóng biển cao dưới 1,75 m, thời tiết có xu hướng tốt lên. Còn tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ thì gió cũng thổi đều theo hướng Đông Nam đến Nam với cường độ không mạnh, sóng biển dao động ở mức là dưới 1,75 m. Trên vùng biển này thì mây dông ít hơn so với ngày hôm qua nên mưa rào và dông chỉ xảy ra một vài nơi. Lui xuống phía Nam, đến với vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai nơi đây chịu tác động của đới gió Đông Nam đến Nam với cường độ chỉ trong khoảng là cấp 4, tình trạng biển khá êm ả nên rất thuận lợi cho hoạt động đánh bắt của bà con. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, thời tiết xấu hơn các vùng biển phía Bắc, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, với tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Đới gió Tây Nam đến Nam thịnh hành cường độ mạnh cấp 4, cấp 5. Tiếp đến là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo. Tại đây, gió Tây Nam thường hoạt động mạnh hơn so với các vùng biển lân cận. Trong đêm nay và ngày mai, gió duy trì khoảng cấp 5. Sóng biển dao động từ 1,25 cho đến 2,25 m, biển động nhẹ. Ngoài ra, thì mưa rào và dông vẫn xảy ra nhiều hơn vào thời điểm chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, tại đây gió thịnh hành theo hướng Tây Nam trong khoảng là cấp 4, sóng biển khá yên ả. Tuy nhiên thì thời tiết nơi đây tương đối xấu với trời nhiều mây, có mưa rào và dông ở diện rải rác, làm cho tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan thì giống như vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực này gió cũng thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ không mạnh. Tuy nhiên tại đây thì những đám mây vẫn tồn tại, gây ra mưa rào và dông rải rác vào bất kể thời gian nào trong ngày. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại khu vực phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong chiều tối ngày hôm nay tại đây gió thịnh hành chủ yếu theo hướng Đông Nam đến Nam với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, trời có mây thay đổi, mưa rào và dông xảy ra vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng. Tuy nhiên từ ngày mai khi mà cơn bão di chuyển vào gần hơn thì phía đông của khu vực gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 8, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngoài ra trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác làm cho tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, tại đây gió thổi chủ yếu theo hướng Tây Nam với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 cho đến 2 mét. Riêng phần phía đông của khu vực thì từ tối và đêm nay do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão nên gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Ngoài ra thời tiết cũng chuyển xấu, có mưa rào và dông rải rác làm cho tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Cuối cùng là khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Tại đây, gió Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, sóng biển dao động từ 1,25 cho đến 2,25 m, biển hơi động. Trên biển thì mây đối lưu vẫn hình thành, gây ra mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa của các phương tiện có thể giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Ngoài ra thì hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra, nên các tàu thuyền cần chú ý để đảm bảo an toàn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.